Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn yến mạch ngâm sữa chua nhé. Cacao đơn giản mà lại ngon. Vì nhiều lúc chúng ta ăn yến mạch không rất là chán. Khi mà mình kết hợp với sữa chua và trái cây như thế này thì yến mạch mình ăn rất là tuyệt vời luôn ạ. Và tránh ngán nhé. Các bạn đã biết đến yến mạch là một loại thực phẩm nhé. Yến mạch làm cho chúng ta ngon hơn khi chúng ta ăn như thế này là đỉnh luôn của chị em phụ nữ. Không thử thì mình biết đâu là khi ăn yến mạch theo kiểu này lại rất là ngon. Các bạn chuẩn bị cho mình yến mạch này, tùy theo nhé. Các bạn ăn nhiều thì có thể ăn 570g, 100g, hoặc là mình dùng hai thìa canh yến mạch đây nhé. Ít bột cà cacao, một hộp sữa chua và táo, chuối các bạn nhé. Các bạn có thể ăn thêm với các loại trái cây khác tùy theo sở thích của chúng ta nhé. Yến mạch chắc chắn là một loại ngũ cốc quen thuộc với phần lớn chúng ta, đặc biệt là những người đang ăn kiêng ạ. Nhưng có một sự thật là ngày nào cũng ăn yến mạch thì sẽ dẫn đến cảm thấy chán ngán. Em không nói đến yến mạch thì đã ngấy đến tận óc rồi các bạn ạ. Chính vì vậy thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm mới mẻ này để giúp chúng ta ăn yến mạch một cách ngon hơn nhé. Và các bạn sẽ cắt cho mình cái phần trái cây ra, mình cho vào cốc nhé. Các bạn có thể ăn với chuối, táo hoặc là các loại trái cây như dâu tây hoặc nho nhé, tùy theo chúng ta sở thích của mỗi người ạ. Hoặc là mình có trái cây gì thì mình ăn trái cây gì nhé. Táo các bạn cũng gọt ra. Mình muốn ăn táo có độ giòn của táo chẳng hạn ạ. Khi chúng ta ăn kiêng thì mình hay dùng loại sữa chua không đường các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ dùng loại sữa chua không đường vào. Cũng thái cái phần táo vào đây. Các bạn sẽ cho lớp yến mạch nữa ạ. Và mình cho sữa chua các bạn nhé. Thể rắc vào đây một ít bột cacao. Bây giờ các bạn lại cho mình một lớp trái cây vào. Với cách ăn này thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng bị ngán quá. Mình lại cho lớp cái phần yến mạch vào nhé. Rồi, bây giờ sẽ cho sữa chua lớp. Bây giờ các bạn lại rắc cho mình cái phần bột cacao lên trên nhé.
Mình có thể ăn thêm một vài trái nho các bạn nhé. Đấy là tùy theo các loại trái cây các bạn có thì mình có thể cho vào. Và bữa sáng như vậy là chúng ta có thể có được một bữa sáng ăn sáng ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được một cốc sữa chua, yến mạch và cacao nhé. Rất là tuyệt vời như thế này. Các bạn thích có thể làm cái món ăn này để mình ăn sáng nhé. Hoặc là mình ăn để chống ngán ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Và mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Mình trộn hỗn hợp này lên nhé. Thì là mình ấy, hoặc các bạn muốn ăn lạnh nữa thì chúng ta có thể để trong tủ lạnh để mình ăn nhé. Mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Khi mình để độ 10 phút là yến mạch là đã mềm ra ấy ạ. Rất là tuyệt ạ.